Xin chào khán giả đã quay trở lại với chuyên mục review đồng hồ của Gia Bảo Luxury. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chiếc đồng hồ Piaget Altiplano Ultratin Handwoven G0A39111. Cuộc đua về kỹ thuật giữa các thương hiệu đồng hồ thì chưa bao giờ hạ nhiệt và trải dài trên nhiều phương diện. Có những thương hiệu tập trung vào độ chính xác như là Rolex, có những thương hiệu lại tập trung vào vật liệu hiện đại như là Richard Mille hay là Hublot. Và bên cạnh đó thì cũng có những thương hiệu chạy đua về kích thước như là Piaget. Cụ thể hơn, chúng ta đang nói về độ mỏng của đồng hồ đeo tay. Và với mẫu Piaget Altiplano Ultratin này mang mã hiệu G0A39111. Trong lĩnh vực đồng hồ siêu mỏng, Piaget chắc chắn là tay đua năng nổ nhất, với nhiều thiết kế cả lên cót tự động lẫn lên cót tay. Và trên thực tế, họ cũng đang giữ kỷ lục với việc sở hữu chiếc đồng hồ lên cót tay mỏng nhất thế giới với độ dày chỉ 2mm, đó chính là chiếc Ultimate Concept. Mẫu đồng hồ Ultimate Concept hiện mới chỉ dừng lại ở phiên bản mẫu, chứ chưa được bày bán rộng rãi như là chiếc Ultratin Handwoven. Bởi vì sao? Đơn giản là do chiếc đồng hồ này quá mỏng và việc siết dây mạnh một chút cũng có thể làm đồng hồ bị cong và hỏng. Thời trang có hai loại thời trang ứng dụng và thời trang chỉnh diễn. Mẫu đồng hồ Piaget Altiplano Ultimate Concept như một mẫu thời trang chỉnh diễn nhằm phô bày khả năng và những gì tinh túy nhất của thương hiệu nhưng không để phục vụ người dùng. Còn ngược lại, mẫu Ultratin Handwoven chính là thiết kế có đủ sự đặc biệt nhưng vẫn đủ sự ổn định để có thể sản xuất và đem tới công chúng mê đồng hồ. Với một chiếc đồng hồ đeo tay sử dụng bộ máy cơ học, độ dày 3,65mm của chiếc Piaget này thật sự ấn tượng. Nếu đem so sánh thì nó có độ dày chỉ như một đồng xu. Để đạt được độ mỏng gần như không tưởng đó, Piaget đã đem đến một góc nhìn mới trong kiến trúc máy cơ học. Điểm quan trọng nhất đó là bộ vỏ được tích hợp trực tiếp thành một phần của bộ máy thay cho thiết kế vỏ và máy riêng biệt như trên đồng hồ đeo tay thông thường. Mặt sau vỏ đồng hồ cũng được sử dụng như bộ khung chính của bộ máy nhằm giảm độ dày tổng thể của chiếc đồng hồ xuống tối đa. Không chỉ vậy, mặt số đồng hồ cũng được thu nhỏ, nhường một phần lại cho cơ chế chuyển động của đồng hồ. Tất cả các chi tiết như hệ thống bánh răng, bánh xe cân bằng, cầu nối đều được đặt trên một mặt phẳng, chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm cho chiếc đồng hồ mỏng hơn. Bánh xe cân bằng là bộ phận duy nhất cần giữ một độ dày nhất định để có thể hoạt động bình thường, và đây cũng là giới hạn của bộ máy. Qua những hình ảnh cận cảnh, bạn có thể thấy được độ dày của bánh xe cân bằng đã gần chiếm trọn độ dày của mặt số và tổng thể đồng hồ. Một trong những giới hạn về độ dày khác nằm ở hệ thống bánh răng. Vì nếu sử dụng vật liệu truyền thống, bánh răng quá mỏng có thể sẽ bị gãy hoặc vỡ khi va chạm nhiều. Tuy nhiên, Piaget vẫn quyết định không sử dụng những vật liệu hiện đại như silicone nhằm đảm bảo bất cứ người thợ nào trong tương lai cũng có thể chỉnh sửa được chiếc đồng hồ này. Với bộ vỏ vàng trắng, mẫu Piaget Altiplano Ultratin thực sự đem lại một cảm giác hiện đại, trái ngược với phiên bản đồng hồ vàng hồng cổ điển. Với tông màu đen chủ đạo trên mặt số, những chi tiết kim loại trong bộ máy và cả vỏ đồng hồ trở nên nổi bật hơn. Thêm vào đó, trên kính màu hồng cũng trở nên nổi bật hơn khi đặt giữa những chi tiết đơn sắc. Thiết kế lộ một phần máy như chiếc Piaget này cũng không thật sự xuất hiện nhiều trên những mẫu đồng hồ của hãng. Họ thường đi theo trường phái tất cả hoặc không có gì, hoặc là mặt số cực kỳ đơn giản như là trên nhiều chiếc Altiplano, hoặc là mặt số skeleton được trang trí lộng lẫy. Tuy nhiên, sự cân bằng giữa hai thiết kế như thế này thực sự lại khiến nhiều người thích thú khi nó có vừa đủ những thứ cần thiết để tạo nên sự khác biệt. Mặt số đồng hồ thật sự dễ nhìn với độ tương phản cao của tông màu đen đi kèm bộ kim vàng trắng. Nhìn kỹ hơn, ta thấy được mặt số giờ, phút được chia thành hai phần với viền ngoài là một đĩa bạc. Phần trung tâm mặt số vừa có tác dụng để làm nền nhưng cũng vừa có tác dụng làm cầu nối để cố định những bánh răng điều khiển kim bên dưới. Về kỹ thuật hoàn thiện, chiếc Piaget Altiplano không áp dụng quá nhiều phương pháp cao siêu như những chiếc đồng hồ của Patek Philippe. Một phần lý do của điều này là những chi tiết máy có kích thước quá nhỏ và việc chạm khắc, cắt trên bề mặt là điều bất khả thi. Theo vào đó thì phần lớn kỹ thuật thấy được trên mặt số đồng hồ đều là trải tia. Chúng ta có thể thấy được kỹ thuật trải tia được áp dụng trên hầu hết những chi tiết từ mặt số giờ, phút cho tới những cầu nối và cả những bánh răng. Để tạo sự khác biệt, những cầu nối với kích thước lớn sẽ có kích thước vân lớn hơn, đường rãnh sâu hơn một chút. Ngược lại thì những bánh răng phía dưới được hoàn thiện với những đường sức rất là mảnh, kéo dài từ tâm ra phần rìa ngoài. Đi kèm với kỹ thuật trải tia, những cầu nối trên bộ máy cũng được vắt cạnh một cách tinh tế. Kỹ thuật này được thực hiện một cách thủ công hoàn toàn với dụng cụ cực kỳ đơn giản, một mẩu gỗ nhỏ. Công cụ đơn giản là vậy, nhưng cách thực hiện lại yêu cầu độ phức tạp cao.
người thợ phải áp dụng lực vừa đủ để tạo một góc 45 độ bo tròn, ôm theo cạnh chi tiết. Đây là một trong những kỹ thuật đánh bóng khó nhất trong nghệ thuật hoàn thiện máy. Để giảm sâu hơn độ dày của đồng hồ, hộp cốt cũng được cải tiến và chỉ gắn với cầu nối phía trên mặt số thay vì thiết kế truyền thống. Tuy thay đổi làm giảm độ dày, nhưng cơ chế này không gây ảnh hưởng tới thời lượng cốt của chiếc đồng hồ. Mẫu đồng hồ này vẫn có thể hoạt động liên tục trong vòng 48 giờ khi được lên đủ cốt. Như bạn có thể thấy ở trên, tất cả những bộ phận và những kỹ thuật được sử dụng đều nhằm một mục đích duy nhất, đó là làm cho đồng hồ mỏng hơn. Và điều này có thể dẫn tới một điều là chiếc đồng hồ trở nên mỏng hơn cả bộ dây da. Phần đầu dây da nối với càng nối dây dày hơn vào đồng hồ một chút và phần càng nối dây cũng phải có một thiết kế tương xứng. Mặc dù mỏng là vậy, nhưng mà khi đeo lên tay, chiếc đồng hồ vẫn có sự hiện diện rõ ràng. Kích thước 38mm tuy có hơi nhỏ so với tiêu chuẩn hiện đại, nhưng vẫn phù hợp với cổ tay người Việt. Quan trọng hơn là đường kính này sẽ phù hợp với độ dày của chiếc đồng hồ, tạo tỷ lệ cân xứng hơn. Mẫu đồng hồ Piaget Antiplano Ultratin Hangul là một thiết kế độc đáo ấn tượng nhưng lại có mức giá hoàn toàn hợp lý, ở khoảng 27.800 USD. Tất nhiên, đây không phải là một chiếc đồng hồ để đeo trong mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh mà sẽ phù hợp hơn với những hoạt động nhẹ nhàng, thanh cảnh như là những bữa tiệc hay là những cuộc họp nơi công sở chẳng hạn. Đó là những chi tiết thú vị mà chúng tôi phát hiện được của mẫu đồng hồ ngày hôm nay. Không biết là các khán giả của Giá Bảo Luxury sau khi nghe phân tích của video này cảm nhận như thế nào thì hãy để lại ý kiến của mình ở phần bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.